Chào các cháu nhá. Bây giờ cô ông xem một cây đầu tiên này. Đây. Cây đầu tiên ra đây nhá. Thì quả rất nhiều, đẹp lắm. Đây, cây đầu tiên này. Quả trước cửa nhà. Đấy. Cây này, quả này. Quả thì hơi gốc. Trên. Cây đầu tiên này. Quả hết nhiều xin phê. Đây, quả là gốc. Đây là cây đầu tiên này. Từ gốc trên cạnh đây là quả đầu tiên nữa. Đây quả con này là cạnh cắt đây. Đây là quả nhỏ. Đây là cành nó có quả nhá. Đây là quả đầu tiên nhá. Hết trên cây quả hết trên cây hết. Đây là cây đầu tiên. Rất đẹp nhỉ. Quả rất nhiều mấy luôn nữa ra già. Quả rất nhiều. Cứ mỗi lần ra quả lại nhiều. Anh cảnh thế này nhiều. Thân là quả này. Thân là quả này. Quả này. Đấy. Cái quả ăn cắt cành là cành như đều có quả hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đang ra quả rất nhiều. Cái quả này cành mua được mấy con? Có mua được, mua con nào? À nè, được nhiều không? Đây kia đây. Loại này chắc phải cân đấy nhỉ. Đây, muốn mua mấy tạ ăn được. Ừ, đấy. Ngoài đây. Thế này bán ở nhà không hết làm gì để đi chợ. Chanh nhau con to quá gì. Đây đây đây, thợ vào mua đây, vừa đưa lên một cái là thợ đã vào, thợ vào hết rồi đây. Đấy, vẫn còn nhiều đấy đằng trước à. Vừa rồi giới thiệu các cháu là cả đây là quả đầu tiên nhé. Quả đầu tiên nhé. Các cháu thấy hài bước là thích nhé. Một cái cây trồng nhé. Chào các cháu nhé. Chúc cháu hạnh phúc nhé.